Bật mí bí quyết giảm cân sau sinh của các huấn luyện viên yoga. Xin chào, tôi là Ngọc Anh, trưởng ban dinh dưỡng trị liệu của Liên đoàn Yoga Hải Phòng và hiện tại đang làm giảng viên đào tạo huấn luyện viên yoga. Và trong suốt 10 năm làm hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho mọi người thì Ngọc Anh đã giúp được cho rất nhiều những bà mẹ sau sinh, bà mẹ bỉm sữa lấy được lại vóc dáng của mình thật nhanh chóng. Và không chỉ vậy, Ngọc Anh còn giúp cho hàng trăm huấn luyện viên yoga cải thiện được vóc dáng của họ để họ tự tin hơn trong cái hành trình làm nghề huấn luyện và đào tạo của họ. Và bản thân Ngọc Anh, trước đây khi mà mình mang bầu thì mình cũng gặp cái vấn đề như tất cả các bà mẹ bỉm sữa khác, đó chính là mình bị tăng cân. Và cái thời điểm đấy thì cách đây cũng khá là lâu rồi, khi mà mình mang bầu bé đầu tiên thì cái lúc đó thì với cái lượng kiến thức mà mình đang có thì mình chỉ biết được cái hoạt động của việc vận động và tập luyện để cải thiện sức khỏe của mình thôi, còn về chế độ dinh dưỡng thì thực sự lúc đấy vẫn còn khá sơ sài. Và khi mà mình sinh xong bạn nhỏ đầu tiên thì cái cân nặng của Ngọc Anh nó cũng bị tăng lên tương đối nhiều, và cái phần cảm thấy làm cho mình cảm thấy thiếu tự tin nhất chính là cái phần bụng, phần mỡ nó rất là lớn. Thì cái vấn đề này thì Ngọc Anh thấy rằng là đa số tất cả các bà mẹ sau khi sinh xong đều gặp phải vấn đề này hết. Mà không chỉ như vậy, là sau khi sinh xong thì mình thừa cân rồi này, thì nó khiến cho Ngọc Anh không dám mặc lại những cái bộ đồ tập bó sát hàng ngày của mình nữa, mà mình chỉ có mặc những cái bộ đồ ở nhà rất là rộng, và một số những cái bộ mà cho con bú ấy. Không biết các mẹ có nhớ cái có nhìn thấy cái bộ quần áo đấy không? Tức là nó rất là rộng và nó gần như che hết tất cả những cái khuyết điểm trên cơ thể của mình, và mình không có tự tin mặc lại những cái bộ đồ ngày trước của mình nữa. Gần như tủ quần áo của mình là mình không có mặc vừa nữa, và nó làm cho Ngọc Anh cảm thấy rất là buồn. Thì đấy chính là cái vấn đề khi mà chúng ta vừa sinh xong, đa số mọi người đều gặp vấn đề như vậy. Nhưng không chỉ như thế, là khi mà Ngọc Anh sinh xong thì mình còn bị gặp một cái hiện tượng, đó chính là mình rất là đau thắt lưng. Có thể là do ngồi nhiều và bế con, và cũng có thể là do có cái hành động là tiêm tê tủy sống trong quá trình mà sinh em bé và trong quá trình mang thai nữa. Thì cái cột sống của mình là cực kỳ, thực sự là rất đau, và Ngọc Anh luôn luôn cảm thấy khó chịu và mệt mỏi với cái phần cột sống của mình. Ngoài ra là mình còn gặp cái hiện tượng về mất ngủ. Khi mà chúng ta có một cái lượng mỡ lớn tích lũy trong cơ thể của mình thì nó cũng khiến cho cái khả năng chuyển hóa trên cơ thể của mình nó bị suy giảm đi. Và từ đó thì vì chúng ta bị máu huyết lưu thông nó cũng kém đi thì nó khiến cho mình bị mất ngủ triền miên. Thì cứ hình dung đi, một bà mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong mà thường xuyên rơi vào cái trạng thái là mất ngủ rồi đau mỏi hết toàn bộ cơ thể, thì liệu tinh thần có thể tốt được hay không, và liệu có thể chăm sóc em bé của mình một cách tốt nhất được hay không? Và chính vì ngay cái lúc này nó cũng là một cái hồi chuông cảnh tỉnh lớn cho mình. Bản thân Ngọc Anh khi mà mình gần như là gặp rơi vào cái trạng thái khủng hoảng luôn, đó chính là cái thời điểm mà sau khi mình sinh xong được 2 tháng. Tức là mình không có sắp xếp được cái thời gian chăm sóc cơ thể của mình. Rõ ràng là một huấn luyện viên, mình biết kiến thức về tập luyện và vận động, nhưng mà mình lại không sắp xếp được thời gian để mình có thể dành thời gian cho việc tập luyện, và cũng không có một cái kế hoạch lối sống làm sao để chúng ta lấy được lại vóc dáng. Và chính vì thế nên khiến cho mình rất là mất tự ti, và thậm chí thời điểm đấy là mình còn bị stress. Có một câu chuyện rất là thú vị, đó là đã có những lúc mà trong cái quá trình mà mình sinh em bé đấy thì stress đến nỗi mà, tức là làm những cái hành động nó rất là kỳ lạ, bỏ nhà đi. Cái câu chuyện này thì chưa từng được bật mí cho bất kỳ ai hết. Mọi người có thể là chưa được biết, tức là mình cứ đi lang thang thôi, vì stress mà cứ bế con đi lang thang thôi và không hiểu rằng là như thế nào, vì mình cảm thấy rất là mất tự tin với cái cơ thể của mình, không dám gặp người thân, thậm chí là cũng không dám chia sẻ với ông xã của mình luôn. Thì khi mà sau cái sự cố đó, sau cái hôm mà mình bỏ nhà đi lang thang mất một tối cứ đi lang thang ngoài đường thôi, thì sau cái buổi tối hôm đấy thì Ngọc Anh thấy rằng là không thể tiếp tục như thế này nữa. Nếu như mà mình vẫn tiếp tục duy trì cái năng lượng âm như thế này thì làm sao mình có thể mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con của mình, và cái sức khỏe mình mà cứ đi xuống như thế này thì làm sao mình có thể quay trở lại công việc cũ của mình được đây. Và từ đấy khiến cho mình ra một cái quyết định là ngay bây giờ mình cần phải thay đổi lại vóc dáng của mình. Và khi đó thì Ngọc Anh bắt đầu hành trình là xếp cho mình một cái lịch sinh hoạt để mình thay đổi vóc dáng, từ việc là sắp xếp thời gian để tập luyện. Tiếp theo nữa là sắp xếp thời gian, sắp xếp cho mình một chế độ ăn uống. Thì ngay cái thời điểm này khi mà mình bắt đầu quay trở lại thì nó rơi vào cái tầm loanh quanh đâu đó tầm ngoài 2 tháng. Thì bắt đầu là mình quay trở lại một cái lịch thói quen sinh hoạt. Thì
gặp ngay một cái vấn đề đầu tiên, đó chính là mình cứ tưởng rằng là cơ thể mình đang rất là khỏe và mình có thể vận động được hết tất cả những cái bài tập cường độ cao như ngày trước. Ngày trước thì khi chưa mang bầu, chưa sinh em bé thì nếu mà muốn kiểm soát cân nặng, muốn thay đổi cân nặng thì chỉ cần ngay lập tức lựa chọn cho mình một cái bài tập cường độ cao là mình có thể giảm được cân rồi. Nhưng mà bây giờ khi mà mình vừa mới sinh xong, cơ thể mình còn rất là yếu nên là không thể tập luyện được những cái bài đó. Ồ, vậy thì bắt đầu mình bị rơi vào một cái trạng thái là hoang mang. Mình thực hiện những cái bài tập nhưng mà mình không thể làm được nó. Mình mới phát hiện ra là không ngờ là mình không thể tập được những cái bài mà trước đây mình đã từng tập. Thì từ đó nó khiến cho Ngọc Anh thấy rằng là vậy thì mình cần phải sắp xếp lại cái chế độ tập luyện. Và lúc này là mình mới thực sự nghiêm túc trong vấn đề tìm hiểu đến cái quá trình tập luyện và ăn uống dành cho bà mẹ bỉm sữa sau sinh. Thì một loạt các quyển sách được mua về và một loạt những khóa học. Ngay cái thời điểm này là rèn nghiên cứu các khóa học rồi các quyển sách. Thì và cái lúc đó thì mình bắt đầu mình áp dụng những cái chương trình, những cái kế hoạch đó vào trong cơ thể của mình. Thì cũng rất là may mắn là được sự ủng hộ của gia đình. Bởi vì mọi người thì trong gia đình của mình thì mọi người cũng là những người mà am hiểu về cái sự chăm sóc, về rèn luyện, về sức khỏe. Nên là mọi người cũng khá là ủng hộ. Duy nhất chỉ có bên phía ông bà thì mọi người vì là ở cái thế hệ cũ nên là mọi người, ông bà vẫn có những cái thói quen cũ. Đó là ăn ở kia, ăn kiêng, ở cữ rồi... cái chế độ ăn uống mà ông bà đưa ra thì nó thực sự là rất là nhiều năng lượng và khiến cho mình khó có thể giảm cân. Nên khi mà mình không có ăn theo cái chế độ đó thì bị phản đối rất là nhiều. Thậm chí có những lúc là Ngọc Anh với mẹ của mình, hai người còn gần như là không có nói chuyện với nhau nữa, giận dỗi nhau luôn. Bởi vì cái việc rằng là mình thì không muốn theo cái chế độ của mẹ, còn mẹ thì lại mong muốn rằng là đưa ra một cái chế độ cho mình giống như ngày xưa các cụ đã hướng dẫn. Nên khi mà rơi cái thời gian này là cái thời gian cũng khá là căng thẳng. Nhưng mà vì mình quyết tâm là mình cần phải thay đổi nên là mình đã dùng hết khả năng của mình và mình tự chủ động trong cái hoạt động ăn uống của mình. Thì bắt đầu mình xây dựng những cái bữa ăn. Quan trọng nhất là trong khi chúng ta vừa mới sinh xong thì cần phải xây dựng cái bữa ăn như thế nào để mình giảm được cân nhanh chóng mà không bị mất sữa. Vì cái thời điểm này là thời điểm mà mình rất là cần có một cái lượng sữa lớn cho em bé của mình phát triển. Thì cũng nhờ cái kiến thức khoa học ăn uống đó mà Ngọc Anh cũng đã nhanh chóng, chỉ sau 1 tháng là mình cũng đã giảm được cân rồi. Và 3 tháng trở ra là cái body của mình cũng đã rất là thon gọn rồi. Và hơn nữa là một điều rất là tuyệt vời, đó chính là em bé khoai lang của mình, bạn ý có được một cái lượng sữa siêu nhiều từ mẹ. Thậm chí là lượng sữa nhiều đến nỗi mà mình còn phải tích lũy khá là nhiều ở trong tủ lạnh và mang đi tặng cho những bạn nhỏ khác mà không có sữa mẹ. Thì cái thời điểm này là thời điểm mà Ngọc Anh thấy rằng là vì sự quyết tâm của mình lớn và mình có những cái kiến thức mà mình tích lũy, mình học tập liên tục và mình xây dựng được kiến thức đó khiến cho cơ thể của mình đã thay đổi. Thì ngay khi thay đổi được như vậy thì mình cảm thấy rất là tự tin, tự dưng cảm thấy tinh thần mình thoải mái hơn. Và ngay lập tức là mình bắt đầu có những cái cuộc giao lưu, hẹn hò, giao lưu với bạn bè. Mình không có ngại ngùng nữa và mình đến những cái sự kiện, những cái chương trình mà không có bất kỳ một điều gì ngại ngùng cả. Và chính vì thế nên kết quả là sau 5 tháng sinh em bé thì Ngọc Anh đã quay trở lại công việc của mình, đã tiếp tục đứng lớp và đã tiếp tục giảng dạy và được sự chào đón rất nhiều từ phía các học viên của mình. Ngày trước thì mình nghĩ rằng là thời trước là khi mà mình vẫn còn con gái thì cái thân hình của mình nó gọn gàng thì đấy là điều hiển nhiên, mọi người đi học mình, mọi người thấy đấy là điều hiển nhiên. Nhưng mà khi mà mình cải thiện được vóc dáng của mình sau khi mình sinh xong thì mọi người, khi mà mình đi dạy lại thì mọi người cảm thấy rất là trầm trồ về điều đó và nó cũng tạo ra nguồn cảm hứng rất là lớn. Thì Ngọc Anh phát hiện ra là khi mà mình thay đổi được cân nặng của mình và mình quay trở lại công việc của mình thì công việc của mình còn tốt hơn ngày trước rất là nhiều, do mình có thêm sự trải nghiệm và có thêm một cái kết quả minh chứng sống. Còn ngày xưa thì mọi người nói rằng là cái body như vậy là do chưa sinh nở, chưa có con nên nó như vậy, nên là mọi người gần như là không có tin tưởng lắm. Nhưng mà bây giờ thì thấy cái sự thay đổi ngoạn mục của mình thì mọi người đã có một cái sự gọi là tin tưởng rất là nhiều về cái kiến thức mà Ngọc Anh có. Từ đấy công việc của mình cũng phát triển. Và cũng ngay sau đó thì tháng thứ 6, nghĩa là 1 tháng sau khi mà mình đi làm lại thì tháng thứ 6 là mình đã tham gia một cái chương trình giải thi đấu đầu tiên và hai vợ chồng đã nhận được một cái cúp của lại một cái giải về câu lạc bộ giải festival dành ở
thành phố Hà Nội. Và đấy cũng là một cái điều rất là thú vị, nghĩa là khi mà mình có được một cái vóc dáng thon gọn rồi thì và có được một cái sức khỏe, lúc đấy là sức khỏe của mình đã rất là tốt rồi và mình có thể vận động được và mình đi thi, mình có thể chiến thắng được tất cả những cái người mà có sức khỏe khỏe mạnh bình thường, thì cảm thấy đấy là điều rất là tuyệt vời. Và khi mang cái năng lượng đấy về thì mình nhận thấy rằng là em bé của mình cũng được cải thiện rất là nhiều, vì tinh thần của mẹ luôn luôn vui vẻ và mẹ hào hứng thì em bé của mình cũng được thừa hưởng cái năng lượng đấy. Rồi trong suốt quá trình nuôi con thì mình luôn luôn học tập và phát triển liên tục, thì cũng nhờ vậy mà cái kiến thức nuôi dạy con của mình, kiến thức chăm sóc em bé của mình cũng được thừa hưởng, em bé cũng được thừa hưởng rất là nhiều. Thì qua đó mình thấy rằng là chỉ cần chúng ta có một cái quyết tâm và có một cái kế hoạch thực sự khoa học thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Bản thân Ngọc Anh là sau khi sinh 2 tháng mới bắt đầu đưa cho mình một cái chế độ ăn uống và một cái chế độ tập luyện, mà đến tháng thứ 3 đã cải thiện được cơ thể của mình rồi. Thì Ngọc Anh tin được rằng là tất cả những bà mẹ bỉm sữa khác cũng sẽ làm được. Vì đơn giản thứ duy nhất các mẹ thiếu đó chính là nguồn động lực và cái lý do đủ lớn để mình quyết định thay đổi cơ thể của mình ngay bây giờ. Và nếu như bản thân Ngọc Anh ngày hôm đó, nếu như không vì cái cơ thể của mình quá đau nhức, quá mệt mỏi, quá ê ẩm, quá ì trệ, không vì cái tinh thần của mình quá stress căng thẳng đến nỗi mà mình phải bỏ nhà đi lang thang, thì chắc chắn là mình cũng không có được một cái hồi chuông cảnh tỉnh lớn để mình ra cái quyết định thay đổi cơ thể của mình đâu. Nên là các mẹ, nếu như đây là lần đầu tiên các mẹ nhìn thấy Ngọc Anh và các mẹ được xem video này thì thật chúc mừng cho các mẹ, bởi vì các mẹ đã được nhìn thấy cái kết quả của một người đã có sự thay đổi tuyệt vời sau cái quá trình sinh em bé, thì các mẹ cũng sẽ làm được. Và đặc biệt hơn nữa là ngay bây giờ nếu như mà các mẹ thực sự quan tâm và mong muốn cải thiện vóc dáng của mình, cải thiện sức khỏe của mình, thì có một điều tuyệt vời hơn Ngọc Anh rất là nhiều, đó chính là các mẹ sẽ có thêm người đồng hành, không ai khác, đó chính là Ngọc Anh, người luôn sẵn sàng được đồng hành cùng với các mẹ. Khác trước đây là mình phải tự mày mò, mình phải tự nghiên cứu và thử thách trên cơ thể của mình và trải nghiệm nó một mình, thì bây giờ các mẹ sẽ có được một cái kế hoạch ăn uống, một kế hoạch tập luyện và có sự đồng hành cùng với Ngọc Anh hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Để làm gì? Để tránh cho các mẹ bị rơi vào cái trạng thái stress và tinh thần hỗn loạn như bản thân mình trước đây. Thì hàng ngày trong cái hành trình mà thay đổi vóc dáng cùng với Ngọc Anh thì Ngọc Anh còn trò chuyện với các mẹ và chúng ta sẽ cùng tâm sự với nhau những câu chuyện liên quan đến bà mẹ bỉm sữa, những câu chuyện loanh quanh đến việc nuôi dạy con. Vì Ngọc Anh tin rằng với những kiến thức mà chăm sóc em bé sau sinh, chăm sóc mẹ bầu sau sinh, dạy dỗ em bé cho cái quá trình mà em bé đang mới sinh xong, thì với những kiến thức mà Ngọc Anh tích lũy được thì Ngọc Anh cũng có thể trò chuyện với các mẹ được. Và chắc chắn rồi, sẽ không có ai có thể thấu hiểu các mẹ bằng chính một bà mẹ bỉm sữa như bản thân mình. Chính vì thế nên là ngay bây giờ, nếu như các mẹ mong muốn được đồng hành cùng với Ngọc Anh để đến với một cái hành trình, lộ trình để giúp cho các mẹ giảm cân mà vẫn duy trì được lượng sữa, vẫn tăng cường được sức khỏe và có người trò chuyện, đồng hành, đôn đúc, đủn mông các mẹ mỗi ngày, thì các mẹ hãy điền thông tin của mình và gửi thông tin của mình cho Ngọc Anh qua tin nhắn, nhắn tin cho Ngọc Anh để Ngọc Anh có thể nhận được cái thông tin của các mẹ. Thì khi nhận được thông tin của các mẹ rồi thì Ngọc Anh sẽ trò chuyện với các mẹ để khai thác xem vấn đề của các mẹ như thế nào, tình trạng của các mẹ ra sao và cái lộ trình như thế nào sẽ là phù hợp nhất với các mẹ, với những cái bài tập như thế nào, ăn uống như thế nào để làm cho các mẹ cải thiện được, thay đổi vóc dáng được tuyệt vời giống như Ngọc Anh và hàng trăm mẹ bỉm sữa khác đã thay đổi cùng với Ngọc Anh. Và bây giờ bằng việc là hãy gửi tin nhắn cho Ngọc Anh hoặc nhấn vào đường link ở dưới cái video này, điền thông tin của mình vào đó và Ngọc Anh sẽ liên lạc với các mẹ để giúp cho các mẹ có sự thay đổi tuyệt vời về cân nặng của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ.